Nguyễn Hoàng Quân, Quốc Việt, Ban Phụ nữ Âu Cơ Houston, Ban Anh Ca, Anh Thư Thiện Nguyện và Phúc Mộc Niệm do anh Trịnh Du đảm trách. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách nghiêm chỉnh đứng lên hướng về các lá quốc kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ để chuẩn bị nghi thức khai mạc buổi lễ đêm thắp nến và cầu nguyện. Và để điều hợp phần khai mạc, chúng tôi xin được mời ông Trịnh Du. Dạ, Trịnh Du xin kính chào quý ông bà cô bác đã có mặt ngày hôm nay để mở đầu cho buổi nghi lễ chào cờ và phúc bằng niệm. Trịnh Du xin kính mời quý vị chúng ta cùng hướng về lá cờ tổ quốc của chúng ta và lá cờ của Hoa Kỳ cũng như lá cờ của tiểu bang Texas. Đầu tiên là quốc ca Hoa Kỳ. What so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars